Ngày 1 tháng 8 năm 2016, nhằm ngày 29 tháng 6 năm Bính Thân, được sự phát tâm cúng dường của ông Trần Quốc Bảo và bà Thạch Thuấn Hiền, cư ngụ tại thành phố Sacramento, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Thầy Thích Chân Tịnh, trụ trì chùa Thường Quang, quận 8, phó trưởng ban từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ, đã thỉnh tôn tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni an vị tại chùa Vĩnh Phú, tỉnh Long An. Ngay từ sáng sớm, mọi người trong đoàn đã tập trung đông đủ tại chùa Thường Quang, chuẩn bị cho chuyến đi dự lễ an vị Phật. Chùa Thường Quang được thành lập vào năm 1983 do thầy Thích Chân Tịnh sáng lập. Chùa tọa lạc tại số 2A, Bến Phú Định, phường 16, quận 8. Được xây dựng theo phong cách kiến trúc hiện đại, nhưng vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống dân tộc. Cảnh chùa vừa toát lên vẻ uy nghi, trang nghiêm, vừa trầm mặc tĩnh lặng trong không gian xanh mát rợp bóng cây, khiến tâm chúng ta an định như được vào cảnh giới tự tại. Bảy giờ sáng, đoàn khởi hành thẳng tiến về Long An, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 50 cây số. Long An là một tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và là cửa ngõ nối liền Đông Nam Bộ với khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đoàn đến chùa Vĩnh Phú tọa lạc tại xã Lợi Bình Nhơn, thị xã Tân An, tỉnh Long An, do thầy Thích Thiện Tâm trụ trì. Bao năm qua, thầy luôn tinh tấn và nỗ lực trong các hoạt động Phật sự, làm tốt đời, đẹp đạo. Hàng tháng, chùa đều tổ chức các khóa tu một ngày cho các Phật tử tại gia, với mong muốn quý Phật tử sẽ ý thức tinh tấn tu tập, sám hối những nghiệp ác đã tạo, đồng thời phát triển những thiện nghiệp để có được niềm hạnh phúc an lạc ngay trong đời sống hiện tại. Mỗi người một việc tất bật chuẩn bị cho buổi lễ an vị Phật. Các phẩm vật cúng dường đã được các Phật tử trong đoàn dâng cúng với tất cả tấm lòng thành kính. Lễ cung nghinh hòa thượng cùng chư tôn thiền đức tăng quang lâm chánh điện để cử hành nghi lễ an vị kim thân tôn tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni diễn ra trong không khí thật trang nghiêm, thanh tịnh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị giáo chủ khai sáng đạo Phật, ngài là kết tinh của muôn ngàn hương hoa từ bi và trí tuệ, là hiện thân của chân lý, là điềm lành cho hết thảy chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới. Ngài xuất hiện như một vầng dương rực rỡ buổi ban mai, đã đem ánh sáng từ bi, tình thương và bình đẳng soi rọi khắp nhân loại, xua tan đi màn đêm u tối đã từ lâu bao phủ cõi trần gian. Nam mô Hiện Tòa Đạo Tràng Ta Bà Giáo Chủ, Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật Chư Đại Bồ Tát Chư Hiền Thánh Tăng, lịch đại chư vị tổ sư quan giáng đàng tràng chứng minh Phật sự. Trầm thủy rừng thiền thơm ngào ngạt, chiên chiên đàn vườn tuệ đã vung trồng,
đào giới vót thành non thẳm. Nguyện thắp lò tâm mãi kính dâng. Hôm nay ngày 29 tháng 6 năm Bính Thân, tại cõi ta bà đất nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tỉnh Long An, thành phố Tân An, xã Lợi Bình Nhơn, nơi đạo tràng chùa Vĩnh Phú, toàn thể chư tăng hiệp chư Phật tử cùng đối Phật tiền tác pháp an vị thánh tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, do nhị vị ông bà Trần Quốc Bảo, Thạch Tuấn Hiền phát tâm hỷ cúng, đồng thời tác pháp cúng dường tam bảo ngọ cúng nhất duyên, cặp tác pháp phóng sanh, nguyện di thư công đức hồi hướng kỳ an ông Trần Quốc Bảo và Thạch Tuấn Hiền, thân tâm thường lạc phước trí nhị nghiêm thân bồ đề tâm tăng trưởng, tinh sâu nhân quả thực hành thiện nghiệp, thắp sáng thiện tâm thành tựu phước duyên, nhất thiết ác duyên tất giai tiêu diệt. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát Ma Tát Tát Đại Chứng Minh. Đại ái từ đại bi mãn chúng sanh, đại hỷ đại xa tế ngài hàm thế tướng hào quang minh di tự nghiêm đáng chi tâm quy mạng lễ chỉ tâm mai đàn lễ nam mô tận không biết pháp mà giới quan về lai thầm mà phương ấy chi phần tôn pháp hiện thánh tăng thượng trụ tam bảo. Di ơi ta ơi đàn lễ ơi nam mô ta bà giáo hòa chỗ điều ngự bốn sơ thân ca ni Phật ngày lòng hoa giáo chủ di lặc tôn phán đại trí văn thù sơ lời bồ tát
chư Tôn Bồ Tát linh sơn hội thượng văn Bồ Tát. Phật thân thanh tịnh tờ lưu ly, trí Phật vô như mãn nguyệt quy. Phật tại thế gian thường cứu khổ, Phật tâm vô sư bất từ bi. Phụ thử thủy gia ba công đức thủy từ thiên chân, tiên tài chúng sanh nghiệp câu trần lô nhập tỳ lô qua tạng giới. Cá trung vô sư bất siêu luân thủy, thủy bất tẩy thủy diệu cực pháp thân. Trần trần bất nhiễm trần phản tác tự kỷ, quyên trừ nội ngoại đáng địch đàn tràng sái khô mộc nhi tác dương xuân. Kiết quế ban nhi thành tịnh độ thánh phàm, ô hiền tổng thanh lương Bồ Tát liễu đầu cam lộ thủy. Năng linh nhất trích biến thập phương tình duyên co quế tận quyên trừ. Lịnh tử sái tịnh an vị thánh tượng đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất an lạc nguyện công đức hôm nay nguyện hồi hướng kỳ an. Phật tử của ông Trần Quốc Bảo, của bà Thạch Tuấn Hiền, thân tâm thường lạc. Phước trí nhị nghiêm nhất thiết ác duyên tất giai tiêu diệt. Nam mô Cam Lộ Vương Bồ Tát. Nam mô Cam Lộ Vương Bồ Tát. Nam mô Cam Lộ Vương Bồ Tát. Thình đại chúng phung tùng đại bi thần chủ thiên thủ thiên nhãn vô ngài. Ni nam mô An Đa Đang Na Đa Ra Dạ Dạ. Nam mô Di Đà Bà Lô Kiên Đa Tương Ba Đà Bà Dạ Ma A Tăng Đà Bà Dạ Ma Ca Lơ Ni Ca Dạy An Tác Bàn Ra Bàn Về Số Đăng Na Như lần đổi mong à, đi ra bà lô kiên đề tất phần ra lăng đà bà nam hô na ra cần đi ế đi. Bà ta đạo nhô bạn à, thì dân tất bà tạng ra nam à, bà già ma phàng đẳng đầu đẳng điệp tán à, bà lô hi lô
đế ca ra đế chi đi ma bồ đề tạng đồ tạng ba tạng bà ma ra mai ma e đi đà dân câu lơ câu la yết mong đồ lô đồ lô tạng gia gia đế mai a bạc gia gia đế đà ra đà ra địa đi ni phật phật ra gia gia ra gia ra ma ma vật ma ra bồn đề đề nhi ê thân na ra tham vần đã xa lời vần xa và tham và đã xa giao lô lô ma ra lô lô ê đi ta ra tất đi tô rô tô rô bồ đề giả bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đề đi giả na ra cần đề 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 chân đề na ba giả mãi hai ta ba tân đà giả ta ba ma tân đà giả ta ba tân đà vô nghe tân bạn đà giả ta ba na ra cần trì ta ba ma ra na ra ta ba tấn ra tấn a một khi giá ta ba a ta ba mãi hai tấn đà giá ta ba và kiến ra tấn đà giá ta ba ma đà mãi tất đà giá ta ba ha na ra cần kỳ văn và ra giá ta ba ma ba lợi tăng yết ra giá ta ba nam mô ra đằng na ra ra ya ya nam mô a di đà bà lo kiên đề thước bằng ra ya ta bài an tất điện đô mạng ra ra bạn đà ya bà an tất điện đô mạng ra ra bạn đà ya ta bài an tất điện đô mạng ra ra bà sa ya ta bài nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hướng hoa tình, hướng hoa đăng phụng thịnh, nhất tâm phụng thịnh đức từ phụ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Quan Giang Đàn Tràng Chứng Minh Tọa Vị A Nam A Mô A Bồn A Sơ Thích A Ca Mô Ni A Phật. Hướng hoa thịnh, hướng hoa đăng phụng thịnh, nhất tâm phụng thịnh đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Quan Giang Đàn Tràng Chứng Minh Tọa Vị A Nam A Mô A Bồn A Sơ Thích A Ca Mô Ni A Phật. Hướng hoa thịnh, hướng hoa đăng phụng thịnh, nhất tâm phụng thịnh đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế, Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Quan Giang Đàn Tràng Chứng Minh Tọa Vị A Nam A Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mê a ban nhã ba la mật đa tam kinh quán tự tại bồ tát hành tâm ban nhã ba la mật đa thời chiều kiến nguồn giải không đo nhưng thiết khổ ảnh xa lời từ sanh
bớt về không không bớt về sáng dân thức thì không không thức thì sắc đỏ thường đơn nhi bộ như thì xa lời từ thì chư pháp không thương bớt dân bớt diệu ân có bớt tình bớt tăng giảm đi cổ công trung vô sang vô tờ thừa anh thức vô nhan nhị trì thị thân ý vô sa tan hương về xuống bớt vô nhan giới này chỉ vô ý thân giới vô vô minh diện vô vô minh tầng này chỉ vô đạo từ diệt vô đạo từ thân vô khổ tạm diện đã vô tri diện vô đăng dĩ vô sa đăng cổ bồ đề tán đối pháp nhà ba la mật đa có tam vô ai ngài vô ai ngài cổ vô khung bồ viễn ly điên đạo mộng tưởng cô canh niên bàn tam đệ chư pa ke bát nhà ba la mật đa cổ đăng a đạo đa la ta mi tam bồ đề cô đi văn nhà ba la mật đã thì đại thân chú thì đại minh chú thì vô thường vô thì vô đáng đáng cho năng trừ những thế khổ chân tiền bậc ơ có thiên văn nhà ba la mật đã cho thân thiết cho việc để ba la yên để ba la tăng yên để bồ đề tăng ba yên đê yên đê ba la yên đê ba la tăng yên đê bồ đề tăng ba yên đê yên đê ba la yên đê ba la tăng yên đê bồ đề tăng ba a thiên thượng thiên hạ vô như ba tam phương vô tỳ thế gian sơ hộ ngã tận kiến như thiết vô hữu như Phật giải nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô cung dường thường trụ tam phương Phật nam mô cung dường thường trụ tam phương Phật nam mô cung dường thường trụ tam phương tăng ấy nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật ấy nam mô cung là thế giới A Di Đà Phật nam mô đương lai A Sanh Di Lạc Tôn Bậc nam mô thập phương tam thế thế chư Phật nam mô đại trí văn thù sư lợi bồ tát nam mô đại hạnh vô hiền bồ tát nam mô đại bi quan thế âm bồ tát nam mô đại thế chi bồ tát nam mô địa tạng vương bồ tát nam mô pháp chư tôn bồ tát nam mô già la thanh dung bồ tát nam mô giám trai sư già bồ tát nam mô lịch đại tổ sư bồ tát nam mô đạo tràng hối thương phật bồ tát nam mô ta và đắc tăng đa ba lô di đà tam ba ra tam bạn ra hồng nặng mô tăng và đa tăng đa ba lô di đà tam ba ra tam bạn ra hồng nặng mô tăng và đa tăng đa ba lô di đà tam bạc ra tam bạc ra hồng nam mô tổ rô bà gia đa tăng a đa gia đa di tạng
ro to ro bạc ra to ro bạc ra to ro ta ba nam mô to ro ba ya ra ta nga ra ya ra ni ta to ro ro ra to ro ra to ro ta ba nam mô to ro ba ya ra ta nga ra ya ra ni ta tường con đa phương Phật ký chung cùng chư hiền thánh hà cập lục đạo phẩm ấy đang thi vô thay biệt tùy nguyện giai bao mạng nghi linh kiên thi già đắng vô lượng và lạ mấy tam đương lượng bị cũng phần cảm tăng ấy phạm giới ở tình này bồ đồng cúng dường bà ba vi nhớn ra hồng mây nga nga nắng tâm bà ba biển nhớn ra hồng nga nga nắng tâm bà ba vi nhớn nghe đây hồng nga kim bồn hiên cam lô vi ai luận đẳng tu di vô quá thượng nghệ chẳng ơn mi vì biển hư không ma di nguyện từ bi ai nam tổ a nam mô phổ cung dương bồ tát nam mô a phổ cung dương bồ tát nam mô phổ cung dương bồ tát tứ sanh cô đồng đang hoa tạng quyền bồn bát nàng tam độ cộng nhầm tỷ lô ta này ai cũng phân gì ngần ngã đương nguyện chúng sanh y sa tắc giải biên cổ chư văn pháp chúng sanh đã tạo bao ác nghiệp do thì tham sân si từ thân miền ý mà sanh ra tất cả chúng sanh đều sám hối nam mô cầu sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối bồ tát. Này loài thủy tộc, sở dĩ các vị bị trôi lăn trong vòng luân hồi sanh tử đọa lạc vào loài súc sanh như thế này là do nhân quá khứ thân các vị làm những điều ác, miệng các vị nói những lời hung dữ, tâm các vị chất chứa đầy dễ tham lam sân hận si mê. Từ nghiệp nhân cực ác đó mà các vị phải chiêu cảm quả báo đọa lạc vào loài súc sanh như thế này. Hôm nay đủ duyên lành quý nam nữ Phật tử về tu tập và đạo tràng niệm Phật nơi đạo tràng chùa Vĩnh Phú, và nhân sự tùng sự ở quý nam nữ Phật tử phát tâm cúng dường thánh tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cho nên các vị vì lòng từ bi mua chuộc các vị về đây tác pháp phóng sanh, và đồng thời để cho các vị kết duyên lành với Tam Bảo. Hôm nay tôi đệ diện tăng già vì các vị mà nói ba pháp quy y cho các vị được nghe. Ba pháp quy đó là quy Phật, quy pháp, quy tăng. Phật là bậc đã tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Pháp là con đường sáng hướng dẫn mọi người tu tập thoát khỏi mọi nỗi khổ đau. Tăng là đoàn thể xuất gia hòa hợp thanh tịnh tu tập đúng chánh pháp và hướng dẫn mọi người tu tập đúng chánh pháp. Các vị đã quy Phật rồi khỏi rơi vào địa ngục, quy pháp rồi khỏi rơi vào ngạo quỷ, quy tăng rồi khỏi rơi vào vạn sanh. Quy Phật, quy pháp, quy tăng. Phật là bậc đã tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Pháp là con đường sáng hướng dẫn mọi người tu tập thoát khỏi mọi nỗi khổ đau. Tăng đoàn thể xuất gia hòa hợp thanh tịnh tu tập đúng chánh pháp và hướng dẫn mọi người tu tập đúng chánh pháp. Các vị đã quy Phật rồi khỏi rơi vào địa ngục, quy pháp rồi khỏi rơi vào ngạo quỷ, quy tăng rồi anh. Và lúc Đức Thế Tôn còn tại thế, Ngài thấy rõ chúng sinh sở dĩ trôi lăn trong vòng luân hồi sanh tử qua lại trong ba cõi sáu đường cũng từ gốc vô minh. Do đó với lòng đại từ đại bi của Ngài, Ngài vì tất cả mọi người mọi loài trong thời của Ngài và cho đến ngày hôm nay,
tuyên thuyết 12 pháp nhân duyên luân chuyển và hoàn diệt cũng như sanh tướng diệt tướng để mọi người nương theo pháp yếu ấy mà tỏ ngộ chân lý, tu hành chống được an lạc giải thoát. 12 nhân duyên gồm vô minh duyên, hành hành duyên, thức thức duyên, danh sắc duyên, lục nhập duyên, xúc xúc duyên, thọ thọ duyên, ái ái duyên, thủ thủ duyên, hữu hữu duyên, sanh sanh duyên, lão tử u bi khổ não, cứ như thế mà lẫn quẩn trong ba cõi sáu đường cũng từ gốc vô minh. Do đó mỗi hành giả muốn thoát ra khỏi ba cõi sáu đường chống được an lạc giải thoát phải phát quy trí tuệ chứ phá vô minh. Khi vô minh diệt thì hành diệt, thức diệt, thức diệt, danh sắc diệt, danh sắc diệt, lục nhập diệt, xúc diệt, xúc diệt, thọ diệt, thọ diệt, ái diệt, ái diệt, thủ diệt, thủ diệt, hữu diệt, hữu diệt, thì sanh diệt, sanh diệt, thì lão tử u bi khổ não từ đây chấm dứt. Vì sao vậy? Vì khi hành giả đã phát quy trí tuệ, tức là không còn mê lầm, thấu rõ được lý duyên sinh của các pháp, bản chất của các pháp là không thực thể, không tự tánh, không cố định, do đó làm chủ được thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp của mình, không còn tạo tác những nghiệp nhân đi trong luân hồi sanh tử nữa. Mong rằng loài thủy tộc cảm nhận được pháp yếu này, sau khi ra khỏi thao chậu này, đời đời qua lại trong chốn nhân thiên, gặp thiện hữu tri thức, tu tập nhân lành, chống được an lạc giải thoát. Và nguyện đem công đức này hồi hướng cho toàn thể quý nam nữ Phật tử phát tâm phóng sanh hôm nay, cũng như quý nam nữ Phật tử phát tâm cúng dường thánh tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Ni Phật, Đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nương nhờ phước lực này, thân tâm thường lạc, phước trí dị nghiêm, nhất thiết ác duyên tất gia tiêu diệt, và để cho công đức của tất cả mọi người được ân tiêm phước lạc và kết duyên lành với mười phương chư Phật, thỉnh cầu chư tôn đức tăng già niệm hồng danh chư Phật để chúng sinh được kết duyên lành. Nam mô Đa Bảo Như Lai, Nam mô Bảo Tạng Như Lai, Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai, Nam mô Hoàng Ba Thân Như Lai, Nam mô Di Bồ Như Lai, Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai, Nam mô A Di Đà Như Lai, Nam mô Đa Bảo Như Lai, Nam mô Bảo Tạng Như Lai, Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai, Nam mô Quảng Bát Thân Như Lai, Nam mô Ly Bồ Quỷ Như Lai, Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai, Nam mô A Di Đà Như Lai, Nam mô Đa Bảo Như Lai, Nam mô Bảo Tạng Như Lai, Nam mô Quảng Bát Thân Như Lai, Nam mô Ly Bồ Quý Như Lai, Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai, Nam mô A Di Đà Như Lai, nguyện trú kiết tường già kiết tường trú già lục thời hằng kiết tường nhớ thiết thời trong kiến tường già nguyện chư thượng sư nhiếp thọ nguyện trú kiết tường giả kiết tường trú giả lục thời hằng kiết tường nhất thiết thời trung kia tường giả nguyện chư tam bảo hoài nhiếp thọ nguyện trú kiết tường giả kiết tường trú giả lục thời an kiến tường nhân thiết thời trung kiết tường giải nguyện chư hộ pháp thường gia hộ ấy nam mô tiêu tai giang kiết tường bồ tát nam bồ tiêu tai giang kiết tường bồ tát nam mô tiêu tai giang kiết tường bồ tát an vị kỳ an công đức thù tăng hành vô biên tăng bước dài hồi hướng phổ hiện vạn giới chư chúng sanh tông vàng vô lượng quang vạn xa nguyện tiêu tam chương đề phiền não nguyện đắc
chi thể chân minh liệt phổ an đội chướng tất đeo trừ thế thế thường hành bồ tát đạo nguyện sanh đế vương tịnh độ trung ma cù phạm liên hoa ê vô mau ê qua đại kiến vạn ngô vô sanh a bơ thôi bồ tát vi bàn lự nguyện di tử công đức ê bồ cầm ư nhất theo nga đăng dự chúng sanh giải cảm thanh Phật đạo Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngữ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật Chư Đại Bồ Tát Lịch Đại Chư Vị Tổ Sư Chư Hiền Thánh Tăng Quang Giáng Đàn Tràng Chứng Minh Phật Sự Phục Nguyện Phật từ quảng đại cảm ứng vô sai quang giáng đàn tràng chứng minh công đức hiện tiền chư tăng hiệp chư Phật tử tác pháp an vị thánh tượng đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đức đại bi quán thế âm bồ tát đức đại nguyện địa tạng vương bồ tát đồng thời thiết trai cúng dường tam bảo ngọ cúng nhất viên biên mãn nguyện di thể công đức hồi hướng kỳ an kỳ phước kỳ gia đạo bình an tăng long phúc thọ chư nam nữ phật tử cúng dường thánh tượng cũng như phát tâm phóng sanh gồm quý phật tử ông Trần Quốc Bảo bà Thạch Tuấn Hiền cặp quý nam nữ Phật tử gia đình Phật tử Nguyễn Thị Kim Loan, Nguyễn Thị Hồng, Đinh Văn Bắc, Đinh Thái Phương, Hồ Quốc Thái, Trịnh Thị Kim Cương, Đinh Phước Tiến, Quỳnh Thị Hoàng, Quỳnh Thị Nam, Quỳnh Văn Thành, Quỳnh Thị Lập, Quỳnh Thị Vững, Quỳnh Văn Bền, Quỳnh Văn Bền, Quỳnh Chắc, Quỳnh Thị Chắc Chắn, Quỳnh Thị Hường, Quỳnh Thị Lan, Quỳnh Thanh Phong, Quỳnh Minh Tâm, Trần Hoài Tâm, Phạm Phúc Phú Đức, Trần Thị Thùy Trang, Quỳnh Thiên Phú, Đinh Phước Đông, Phạm Đoàn Phương Thúy, Nguyễn Thị Cảnh, 77 tuổi, Trần Thị Lành, 43 tuổi, Duy Tinh Phu Ri, 56 tuổi, Anika Nguyễn, 44 tuổi, Phan Thái Tâm, 43 tuổi, Trần Thị Hà, 41, Cô Thủy, Nguyễn Ngọc Sắc, Nguyễn Hữu Nghĩa, Nguyễn Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Ngọc Duyên, Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Hoàng Thái, Nguyễn Đức Minh, Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Thị Tâm Linh, Võ Thị Mỹ Hiền, Lưu Văn Tâm, Nguyễn Thị Kim Lưu, Trần Quỳnh Ngọc, Phạm Minh Trí, Quỳnh Mạnh Khang, Võ Thanh Lê Tấn Sang, Trần Thị Bạch Phượng, Nguyễn Minh Nguyên, Nguyễn Minh Triết, Vương Ngoại, Lương Thị Thạnh, Vương Thị Cẩm, Nguyễn Ngọc Tùng, Nguyễn Phương Điền, Nguyễn Phương Thảo, Vương Ngọc Vân, Vương Thu Minh, Vương Kim Anh, Trương Minh Tuấn, Trương Vương Minh Đức, Trương Vương Minh Hạnh, Phạm Ngọc Liêm, Võ Minh Tuyết, Phạm Ngọc Khánh Linh, Phạm Ngọc Thịnh, Phạm Thị Lệ, Lê Văn Úc, Lê Thị Hồng Vân, Lê Quốc Hưng, Lê Hoàng Nam, Trần Thị Kim Yến, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phan Thị Dung, Nguyễn Ngọc Tuấn, Lê Quốc Trần Quỳnh, Lê Quốc Trần Hoàng, Nguyễn Thanh Tiến, Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Văn Thông, Nguyễn Thị Tiến, Lưu Tấn Hùng, Lưu Nhật Tân, Nguyễn Thị Thùy Trang, Lưu Nguyễn Kim Ngân, Lưu Nguyễn Kim Dung, Bùi Tuấn Anh, Lưu Nguyễn Kim Ngọc. Nguyện chữ nam nữ Phật tử thân tâm thường lạc phước trí nhị nghiêm thân bồ đề tâm tăng trưởng. Tinh sâu nhân quả thực hành thiện nghiệp thắp sáng hiếu tâm thành tựu phước duyên. Chung về vui vẻ hạ đến bình an thu khỏi tam tai đông tròn trăm phước. Thực thi hiếu đạo tu tập chánh pháp hiển tiền phước huệ trang nghiêm. Sở nguyện tùy tâm kiết tường như ý. Phổ nguyện ân sư dạy dỗ cha mẹ sanh thành
đàn na tinh thi ruộng phước càng thêm nhiều. Phật tử lòng tinh sâu tam bảo âm siêu dương thời pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo Nam Mô Di Đà Phật tử quy ai Phật đường nguyện chúng sanh thế giải đại đạo Phán vô thượng tâm. Từ quý ai Phán được nguyện chúng sanh em nhà ma kênh tạng trí huệ như từ quý ta chúng mà sanh thông ma đi đại chúng mà nhân thiên vô ngài hôm nay là ngày 29 tháng 6 năm Bính Thân. Phát tâm của ông bà Trần Quốc Bảo và bà Thạch Thuấn Hiền phát tâm cúng dường thần tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và đồng thời quý nam nữ Phật tử ở địa phương cũng phát tâm cúng dường hai thánh tượng Đức Bồ Tát Quán Thế Âm và Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Vừa rồi toàn thể chư tăng cũng như quý nam nữ Phật tử đã tác pháp an vị cúng ngọ và đồng thời phát tâm phóng sanh để cầu phước. Thay mặt Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Vĩnh Phú cũng như toàn thể Thầy Trụ Trì cũng như toàn thể Chư Tăng, chúng tôi một lần nữa thành kính tri ân ông bà Trần Quốc Bảo, Thạch Tuấn Hiền. Tuy tuổi già sức yếu ở nơi hải ngoại nhưng luôn luôn lúc nào cũng hướng về ở nơi đất nước Việt Nam và hạng nhất là hỗ trợ cho những gia đình còn khó khăn và đặc biệt nhất là ông bà tín tâm đối với Tam Bảo. Cho nên mới ở những nơi nào có cần những thánh tượng, ông bà cũng tùy hỷ nhín ăn bớt mặt gửi tịnh tài về ở nơi đất nước Việt Nam nhờ Hòa Thượng trụ trì Chùa Thường Quang tức là Thầy Chân Tịnh hướng dẫn để thánh tượng. Và giờ đây nơi đạo tràng chùa Vĩnh Phú cũng vừa an vị xong thánh tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và thánh tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát đã viên mãn. Một lần nữa thay mặt chư tôn thượng tọa đại đức tăng nơi trú xứ thành kính tri ân cụ ông cụ bà và nguyện cầu Tam Bảo Thùy Từ Lân Mẫn Lai Lâm Chứng Giám từ bi gia hộ cho cụ ông cụ bà thân tâm thường lạc, phước trí nhị nghiêm, luôn luôn lúc nào cũng thân cận Tam Bảo, tin sâu nhân quả, thực hành hạnh lành để trong cuộc sống hiện tại được an vui hạnh phúc và vị lai được an vui hạnh phúc. Và đồng thời toàn thể quý nam nữ Phật tử hôm nay nhân dịp này cũng quý Phật tử cũng biết thượng tọa Hòa Thượng Thường Quang tức là Thầy Hòa Thượng Thích Chân Tịnh là huynh đệ của chúng tôi, sống ở đây cũng khá là lâu. Trong cái cuộc sống lúc thời mới giải phóng nó cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng anh em chúng tôi vẫn đồng lao cộng khổ để mà duy trì ở ngôi Tam Bảo. Nhưng vì những cái nhân duyên, mỗi người mỗi cái duyên khác nhau, Thầy về thành phố Hồ Chí Minh lo Phật sự và ngày hôm nay Thầy là phó ban từ thiện Báo Giác Ngộ ở thành phố Hồ Chí Minh, và tôi cũng trở thành cũng là cái người đi giảng viên
dạy cho các trường trung cấp Phật học tỉnh Long An và hướng dẫn các đạo tràng tu tập trong tỉnh nhà. Đó là duyên mỗi người khác nhau, nhưng mà anh em chúng tôi luôn lúc nào cũng hướng về đạo tràng chùa Vĩnh Phú, là nơi anh em chúng tôi đã trưởng thành và làm những được những Phật sự nhờ Tam Bảo gia hộ mà chúng tôi trưởng thành ngày hôm nay. Một lần nữa thành kính tri ân quý nam nữ Phật tử, người hiển tiền cũng như tất cả quý nam nữ Phật tử là ân nhân của chúng tôi đã quá vãng. Chúng tôi nguyện cầu Tam Bảo gia hộ các vị đã quá vãng, nương nhờ phước lực Tam Bảo được sanh về cảnh giới an lành. Quý nam nữ Phật tử hiện tiền được tăng phước, tăng thọ, tăng huệ. Nam mô Quan Hỷ Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Buổi lễ an vị kết thúc thành tựu đã để lại những ý nghĩa thiêng liêng và ấn tượng sâu sắc. Thân người khó được, Phật pháp khó nghe, duyên lành khó gặp. Thầy Thích Chương Tịnh đã từ bi ban bố thời pháp thoại với chủ đề Phước Huệ Song Tu. Đây là một duyên lành cho toàn thể quý Phật tử tại địa phương. Giáo chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 29 tháng 6 năm Bính Thân. Quý nam nữ Phật tử theo thông lệ về nơi đạo tràng chùa Vĩnh Phú tu tập và niệm Phật một ngày, ngõ hầu để thúc liễm ba nghiệp thân miệng ý được trong sạch, để nhiếp tâm bớt đi sự tán loạn của nội tâm của mình. Nhờ đó mà dần dần ba nghiệp thân miệng ý được trong sạch, để trong cuộc sống hiện tại an vui hạnh phúc và vị lai được an vui hạnh phúc. Thì nhân dịp này, Hòa Thượng trụ trì chùa Thường Quang, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh về đây trước là để chia sẻ kinh nghiệm tu hành cùng với quý nam nữ Phật tử, và cũng nhân dịp trùng dịp là quý Phật tử ở hải ngoại cúng dường tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật bằng gỗ. Do đó mà Hòa Thượng cũng muốn chia sẻ với quý nam nữ Phật tử, và xin phép quý Phật tử có lẽ thầy Thường Quang đây là quý Phật tử cũng biết, nhưng mà chỉ biết là ở thành phố Hồ Chí Minh về đây. Nhưng mà xuất xứ là sau giải phóng, tức là sau 30 tháng 4 năm 1975, thầy và thầy Thường Quang là Hòa Thượng trụ trì chùa Thường Quang là huynh đệ cùng sống ở nơi mái chùa Vĩnh Phú. Và sau đó vì những cái duyên Phật sự khác cho nên quý thầy không có duyên để ở tới ngày hôm nay. Tuy nhiên nhớ lại cảnh cũ chùa xưa, thầy về đây để hỗ trợ và đồng thời cũng muốn có ít lời chia sẻ cùng với quý nam nữ Phật tử. Một lần nữa xin giới thiệu quý Phật tử, đây là Hòa Thượng Thích Chân Tịnh, trụ trì chùa Thường Quang, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Trước Thượng Hòa Thượng là khoảng trên 60 quý Phật tử đang lắng nghe lời của Hòa Thượng ban bố. Vậy trước khi thỉnh Hòa Thượng ban bố pháp nhũ, kính mời Hòa Thượng và toàn thể quý nam nữ Phật tử niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô
Phật. Mơ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thỉnh Hòa Thượng an tọa. Kính thỉnh quý Phật tử an tọa để lắng nghe lời dạy của Hòa Thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Vĩnh Phú Đường Thượng Chư Tôn Thiền Đức Khai Sơn Tạo Tự Truyền Giới Truyền Giáo. Kính bạch Hòa Thượng Thích Thiện Huệ, trụ trì chùa Vĩnh Phú. Kính bạch Hòa Thượng Thích Chân Đạo, giáo thọ sư của trường Trung cấp Phật học tỉnh Long An, cùng toàn thể chư tôn đức nơi bổn tự chùa Vĩnh Phú. Kính thưa tất cả quý nam nữ Phật tử hiện diện, thưa tất cả quý vị, như lời giới thiệu của Hòa Thượng Thích Chân Đạo là một vị sư huynh của chúng tôi. Trước đây đã có một thời gian dài vào thập niên 70, chúng tôi cùng với Hòa Thượng chung sống tu học dưới mấy chùa Vĩnh Phú này. Nhưng hôm nay vì nhân duyên cho nên là mỗi vị đi một ngã, chúng tôi thì về thành phố để tu học và làm Phật sự, Hòa Thượng thì về chùa Thiên Khánh để giảng dạy cho các trường trung cấp Phật học tỉnh Long An cũng như các đạo tràng trong tỉnh nhà. Và hôm nay là một nhân duyên chúng tôi về chùa Vĩnh Phú này để tham dự lễ an vị Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni được thờ trên chánh điện của chùa chúng ta. Do sự phát tâm cúng dường của ông Trần Quốc Bảo và bà Thạch Thuấn Hiền ở thành phố Sacramento của tiểu bang California, Hoa Kỳ. Thì thưa tất cả quý vị, ông Trần Quốc Bảo và bà Thạch Thuấn Hiền mặc dầu tuy là lớn tuổi ở nơi hải ngoại xa xôi, nhưng lòng ông bà lúc nào cũng hướng về quê nhà với tấm lòng kính Phật trọng tăng, cho nên luôn luôn hộ trì Tam Bảo. Và trong suốt nhiều năm qua, ông bà đã phát tâm cúng dường cho các chùa như là ở Đồng Tháp, ở Tiền Giang, Mỹ Tho và chùa Vĩnh Phú của chúng ta các tượng Phật, từ tượng Di Đà, Quan Âm, tượng Tổ Bồ Đề Đạt Ma để an vị. Và đồng thời ông bà Trần Quốc Bảo cũng như cụ bà Thạch Thuấn Hiền thỉnh thoảng cũng thông qua chúng tôi để ủng hộ cho các chương trình từ thiện giúp người mù, trẻ cô nhi, người bệnh tật, người nghèo có điều kiện ở trong cuộc sinh sống. Và hôm nay đặc biệt là tại chùa Vĩnh Phú chúng ta, ông và bà đã cúng dường tượng Tổ Bồ Đề Đạt Ma mà chúng ta đã tổ chức an vị vào tháng trước, và hôm nay đến tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì kính thưa tất cả quý Phật tử, như quý vị thấy ở bên ngoài thế gian, những người có công với đất nước, những vị vua chúa mà giúp dân đất nước thanh bình thạnh trị, hay là những vị bác sĩ tìm ra những phương pháp, những liều thuốc để trị bệnh cho những bệnh nhân, hay là những nhà khoa học kỹ thuật sáng chế ra những máy móc để giúp tiện nghi cho cuộc sống của người dân. Do đó tất cả người ta đều nhớ ơn để rồi tạc tượng của các vị vua, các vị bác sĩ, các vị kỹ sư để họ tôn thờ và nhớ đến các công hạnh của các vị đó. Cũng như ông Newton là một nhà khoa học, một hôm ông ngồi ở dưới gốc táo thì bất chợt cái trái táo nó rơi xuống
trên đầu ông. Thì thông thường quý Phật tử thấy cái việc trái táo rơi mà rớt chúng mình là chuyện bình thường. Nhưng mà đối với ông Newton, ông mới suy nghĩ. Ông nghĩ tại sao trái táo nó rớt xuống mà nó không lại bay lên. Chính cái suy nghĩ đó mà ông nảy ra cái ý. Bây giờ mình có cái cách nào để mình làm cho những cái vật gì nó rớt xuống mà nó không xuống đất mà có thể đẩy ngược để nó đi lên hay không? Chính vì thế mà ông đã nghiên cứu, ông chế ra được máy bay gọi là phản lực, phản cái lực hút để đẩy chiếc máy bay nó ra đi. Thành ra từ đó ông chế ra những chiếc máy bay phi cơ phản lực. Do đó ngày nay chúng ta có được những chiếc máy bay, chúng ta đi nước này nước khác là do nhờ cái sự mà sáng chế cũng như phát minh của nhà khoa học Newton mà người ta đã tạc tượng của ông để tôn thờ. Thì trong đạo chúng ta, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng vậy. Sau khi Ngài 19 tuổi, Ngài rời bỏ cung thành Ca Tỳ La Vệ, vợ đẹp con xinh, vua Tịnh Phạn Dương và hoàng hậu Ma Gia, để Ngài ra đi tìm đạo giải thoát. Là bởi vì trước khi đó Ngài đã đi dạo bốn cửa thành, Ngài thấy cái cảnh sanh, già, bệnh, chết của thế nhân thường tình là cái sự đau khổ. Ngài thấy rõ một anh nông dân đang cày ruộng, ở dưới luống cày của anh là những con côn trùng nó bật lên, rồi những con chim nó đi mổ những côn trùng nó ăn, rồi đằng sau bìa rừng đó cái anh thợ săn lại làm bẫy để mà bắt những con chim, rồi phía sau anh thợ săn lại là một con cọp nó đang rình mò để nó bắt anh thợ săn, anh nông dân và con trâu để nó ăn thịt. Cho nên từ cái nhìn đó mà Thái tử thấy rằng cái sự sống của nhân sinh thái thế nhân tình là sự sống, sống bằng sự chết. Thường ngày quý Phật tử hay là những người ngoài đời, quý vị tu tập, quý vị ăn chay không nói, nhưng mà những người thế gian quý vị thấy không, họ ăn mặn. Thì quý vị nhìn ở ngoài thế sự nhân tình, một ngày bao nhiêu sinh vật đã phải chết để nuôi những người ở bên ngoài. Thế thì sự sống của họ là bằng sự chết của muôn loài. Thành ra nếu mà nói rằng cái nghĩa trang, cái nghĩa địa đó ở bên ngoài thì nó còn giới hạn để nó chôn những người khi qua đời, với cái số lượng dài 300 người là hết đất. Nhưng mà cái bao tử của chúng ta đó là một cái nghĩa địa vô hình. Chúng ta ăn những súc vật rồi nó tiêu đi, chứ thật sự nếu nó không tiêu hóa mà suốt trong các tiến trình luân hồi sanh tử lên xuống lên nhiều đời nhiều kiếp, Đức Phật nói rằng cái bao tử của chúng ta nó còn hơn là cái nghĩa địa nữa. Quý vị biết hình dung như thế để quý vị thấy. Cho nên sự sống chúng ta bằng sống bằng sự chết của muôn loài khác. Rồi Ngài đi tiếp một đoạn đường lại thấy những người bệnh, thì Ngài cũng không hiểu là có những người tại sao phải như thế. Bởi vì suốt trong thời gian ở trong cung thành, Ngài đã được vua cha chăm sóc một cách rất là kỹ lưỡng, không bao giờ cho Ngài thấy những người già, người bệnh hẻo lánh đến xung quanh Ngài. Cho nên Ngài chưa từng chứng kiến người già, người bệnh. Thành ra khi thấy người bệnh, Ngài rất là ngạc nhiên. Hỏi Sa Nặc là cái người mà đánh ngựa đưa Ngài đi dạo thành, hỏi đây là người như thế nào? Sa Nặc mới nói rằng đây là người bệnh. Thì Thái tử mới hỏi rằng rồi đây ta có bị bệnh như vậy không? Sa Nặc nói rằng cái bệnh không ai tránh khỏi, rồi đây có thể Thái tử cũng có thể bị bệnh. Rồi Ngài trầm mặc suy tư và tiếp tục đi. Và khi đi đến gặp người già, Ngài cũng rất là ngạc nhiên, hỏi đây là người gì? Thì Sa Nặc nói rằng đây là một người già. Và Ngài hỏi rằng rồi ta sẽ già như vậy hay không? Sa Nặc nói rằng ai rồi cũng phải đến lúc già. Rồi Ngài lại trầm mặc suy tư tiếp tục đoạn đường hành trình ra đi. Đi một đoạn thì gặp một người nằm bất động, không còn thở nữa, tức là người này đã chết. Ngài cũng ngạc nhiên vô cùng, bởi vì cái từ tuổi xuân, từ thuở bé đến 19 tuổi, Ngài chưa từng chứng kiến cái người chết. Cho
Cho nên là Ngài cũng hỏi Sa Nạc đây là người như thế nào. Sa Nạc nói rằng đây là một con người đã kết thúc cuộc sống ở trên nhân gian này. Ngài cũng hỏi rằng rồi đấy, ta có phải như vậy hay không? Sa Nạc nói rằng đã là con người thì phải chịu chung cái định luật sanh lão bệnh tử, không ai tránh khỏi. Thái tử rồi đây có một ngày nào đó cũng phải nhắm mắt ra đi như bao nhiêu người khác. Thế thì Ngài trở về hoàng cung, từ đó Ngài suy tư để tìm cái cách nào mà thoát khỏi sanh lão bệnh tử. Thì thông thường quý Phật tử thấy không? Chúng ta đã thấy cái sự sống bao nhiêu con người ở trên trần gian này, mình thấy rất là bình thường. Mình thấy người già cũng nhiều, mình thấy người bệnh cũng nhiều, mình thấy người chết cũng nhiều. Nhưng mà mình không có hề có một cái suy nghĩ gì khác hơn để làm sao thoát được cái cảnh sanh già bệnh chết đó. Mà Đức Thái tử Ngài chỉ nhìn có một lần khi dạo cửa thành thôi, mà qua đó khi trở về Ngài suy nghĩ phải tìm cách nào để thoát ly được sanh lão bệnh tử đó. Thì giống như cái ông Newton, ông nhìn trái táo rơi rớt xuống thì ông suy nghĩ làm cách nào để có cái thể cái trái táo có thể bay lên, mà ông chế ra được phi cơ. Thì Đức Phật chúng ta đã nhìn thấy cái cảnh sanh lão bệnh tử, Ngài tìm cái cách để giải quyết sanh lão bệnh tử này, và cuối cùng Ngài đã tìm được cái phương pháp đó. Cho nên Ngài xin vua cha đi xuất gia, vua cha đâu có cho. Bởi vì Ngài là một vị thái tử, tương lai là một cái vị tiếp tục nối tiếp ngôi đế vương chỉ vì thiên hạ, thì đâu có thể nào mà vua Tịnh Phạn Vương và hoàng hậu cho người con của mình đi xuất gia được. Không cho. Qua đó thái tử có 4 điều kiện để xin vua cha có thể đáp ứng được 4 điều kiện của Ngài thì Ngài sẽ không đi xuất gia. Thì vua Tịnh Phạn Vương là một vị vua của một đất nước, cho nên Ngài nghĩ đơn thuần là thái tử sẽ xin về ngọc ngà châu báu hoặc là xin nhiều người đẹp. Do đó thì Ngài nói: ô xá gì con xin 100 điều kiện cũng được. Xá gì 4 điều. Bây giờ 4 điều đó con muốn những gì, con cứ thưa hỏi, cha sẽ đáp ứng cho con đầy đủ. Và đó thái tử Siddhartha đã nêu ra 4 điều. Điều kiện thứ nhất, làm sao cha giúp cho con được trẻ mãi không già. Điều thứ hai là làm sao cho con mạnh hoài mà không đau. Điều thứ ba là làm sao cho con sống hoài mà không chết. Và điều thứ tư là làm sao cho tất cả chúng sinh ở nhân loại trên thế giới này không còn đau khổ nữa. Với 4 điều kiện như thế, vua Tịnh Phạn Vương đành bất lực, không thể nào đáp ứng được một điều kiện nào hết. Quý vị thấy trong 4 điều kiện của thái tử, có thể ai đáp ứng được một điều kiện nào của một trong 4 điều kiện của thái tử Tất Đạt Đa nêu ra không? Bây giờ chúng ta có thể làm sao cho mọi người sống hoài không chết không? Trẻ mãi không già không? Sống đến nỗi 800 tuổi thọ như ông Bành Tổ mà nay thời còn đâu. Ngày xưa có 4 vị đó tu được thần thông, muốn tìm cái cách để thoát ly sanh tử bằng cách trốn tránh. Thì khi mà biết vô thường nó đến, chết đến, thì một ông mới dùng thần thông đi xuống lòng đất. Rồi một ông dùng thần thông lên hư không. Một vị dùng thần thông xuống với đáy biển. Để mà nghĩ rằng khi thần thông, khi mà vô thường nó đến, cái chết nó đến không biết ở đâu mà nó tìm. Còn vị thứ tư thì đi vào trong giữa chợ đông. Ngày này thì có quan niệm đông người quá, trong đám đông thì vô thường đến cũng không biết người nào mà bắt người đó. Nhưng mà khi cái tuổi thọ đã hết thì 4 vị này ở đâu chết ở đó. Ở dưới đất cũng chết, dưới mà trên không cũng phải chết đó. Dưới biển cũng chết, dưới mà cái người giữa chợ cũng ngã ra chết ở đó. Cho nên là khi vô thường đến, chúng ta không thể nào tránh được cái luật sanh lão bệnh tử này. Cho nên là Đức Phật phải đi tìm từ cái sự không đáp ứng được 4 điều kiện của Ngài yêu cầu, mà vua cha càng tìm những cái cách để trói buộc Ngài ở trong cung vàng, bằng cách là cưới vợ cho Yayudhala, rồi sau đó sanh một đứa con là La Hầu La. Rồi Ngài mới tìm cách để vào ngày mùng 8 mà
tháng 2, Ngài vượt thành Ca Tỳ La Vệ cùng với Sa Nặc để thế phát xuất gia. Và khi Ngài đã đi ra khỏi cung thành tìm cách ly gia rồi, thì Ngài cũng đã trải qua 5 năm để đi tìm thầy học đạo. Nhưng mà các vị thầy dạy đạo đó không có cái đạo lý cao siêu giải thoát sanh tử, cho nên Ngài từ bỏ các vị thầy đó, để rồi Ngài tiếp tục đi tu 6 năm khổ hạnh ở trong rừng. Và 6 năm cũng không đạt được đạo quả. Cuối cùng Ngài đã đến dưới cội cây Bồ Đề. Ngài ngồi thiền quán suốt 49 ngày đêm. Ngài tư duy, Ngài thấy cái sự sanh tử từ đâu mà có. Và trong 49 ngày Ngài tư duy như thế, Ngài thấy rằng chính là ái dục mới phát sinh ra sanh tử. Và trước nhất Ngài đã nhìn thấy tất cả chúng sinh muôn loài, từ thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh, đều có Phật tánh. Cho nên Ngài nói nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh. Hay là lúc Ngài phát hiện ra tất cả mọi người đều có Phật tánh sáng suốt đó, Ngài nói đâu ngờ tất cả chúng sinh đều có đức tướng Như Lai, là cái tánh Phật tánh bất sinh bất diệt, không bị trần thế lôi cuốn vào ngũ dục của cuộc đời. Và cái chữ đi trong sanh tử tức là ái dục. Cho nên Ngài nói trong kinh Lăng Nghiêm: ái bất nhiễm bất sinh ta bà. Vị nào không còn lòng ái là không có sanh vào trong cõi ta bà. Dâm tâm bất trừ trần lao bất khả xuất. Nếu tâm niệm còn hướng về ái dục, dâm dục là còn đi trong ta bà và trong sanh tử. Cho nên muốn hết sanh tử là những người tu tập, từ Phật tử xuất gia cho tới những người tại gia đều phải cắt ái. Đó là một cái bài toán thoát ly sinh tử mà Đức Phật đã cho chúng ta cái đáp số. Bây giờ chúng ta không phải tốn cái thời gian 49 ngày đêm ngồi thiền, hay là 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh như Đức Phật nữa, mà con đường giải thoát Đức Phật đã tìm ra cho chúng ta cái bản đồ, cũng như một cái bài toán đã có đáp số. Chúng ta chỉ cần ứng dụng đúng như lời Phật dạy, chúng ta tu tập là sẽ có được sự giải thoát và an lạc. Nhưng mà cái việc đạt đến thoát ly sinh tử không phải là chuyện một ngày một bữa, hay là cái chuyện dễ làm đối với những người Phật tử tại gia. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là trên bước đường tu tập, chúng ta tu từng bước một, phải ứng dụng cả hai phương pháp, đó là phước và huệ song tu. Và đó cũng là cái đề tài mà hôm nay Thầy muốn chia sẻ cùng các Phật tử trong đạo tràng tu học của chùa Vĩnh Phú chúng ta, với cái đề tài là phước huệ song tu. Vậy thế nào là tu phước? Quý Phật tử biết ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, thì có những vị tỳ kheo thường ngày phải đi ôm bát khất thực cho các Phật tử tín đồ cúng dường thực phẩm đủ dùng trong một ngày đó. Nhưng mà có vị khi đắp y bước ra khỏi tịnh xá, đi một khoảng chừng khoảng vài mươi thước, vài trăm thước, là các Phật tử họ để thức ăn đầy bình bát rồi, trở về không cần phải đi xa, không cần phải đi hết một buổi sáng cho đúng ngọ mặt trời đứng bóng mới trở về tịnh xá. Riêng có những tỳ kheo ôm bát đi cho tới đúng ngọ mà không đủ thức ăn cho một ngày. Cho nên khi trở về tịnh xá, các thầy khác dư thức ăn phải làm bát, làm cái pháp xớt bát dư thực để cho vị tỳ kheo khất thực ít đó có thực phẩm mà dùng trong một ngày. Qua sự việc đó, nhiều vị tỳ kheo hỏi Đức Phật: tại sao có cái sự khác biệt? Đồng là một vị tỳ kheo cũng xuất gia với đầu tròn áo vuông, khi đắp y mang bình bát đi ra thì nhìn ông nào như ông nấy, mà sao Phật tử lại phân biệt cúng dường? Ông thì cúng đầy bát, ông lại không có cúng bao nhiêu. Thì Đức Phật mới dạy cho các thầy tỳ kheo rằng: các vị tỳ kheo mà ôm bát đi khất thực được các Phật tử cúng dường đầy đủ là tiền kiếp nhiều đời trước vị này đã từng bố thí cúng dường, cho nên hôm nay được cái phước báo khi đi xuất gia tu học rồi thì được các Phật tử ủng hộ đầy đủ. Như bây giờ quý thầy mà khởi sự làm chùa hay làm Phật sự gì
cơ sở xây dựng trong chùa mà được thuận lợi là biết rằng vị đó nhiều đời nhiều kiếp đã có cái phước đức để mà hôm nay khi đi xuất gia tu học làm Phật sự thì được các Phật tử hộ trì một cách tốt đẹp, gọi là xuôi chèo mát mái, không có phải âu lo gì hết. Bên cạnh đó có nhiều chùa xây dựng nhưng mà Phật tử cúng rất là ít, thầy cô phải rất là lo, đôi khi còn phải thiếu nợ bên ngoài nữa. Thành ra là biết mình thiếu phước. Do đó mà Đức Phật, Ngài dạy rằng trong cuộc đời của Ngài không từ nan bất cứ một việc gì dù là nhỏ để tạo phước. Ngài A Na Luật là một vị tỳ kheo bị mù đôi mắt. Một hôm Ngài ngồi trước cổng tịnh cái thất, Ngài xỏ cái kim để mà vá quần áo. Nhưng mà vì đôi mắt mù cho nên Ngài mon men, Ngài xỏ hoài đâu có được. Sợi chỉ nó lớn như lỗ kim nó nhỏ, xỏ không được. Thì Ngài mới lên tiếng, Ngài nói rằng là có huynh đệ nào ở gần đây không, làm ơn xỏ giùm tôi cây kim. Thì lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta đi ngang qua, Ngài mới nói rằng: này A Na Luật, hãy đưa đây ta xỏ cây kim cho. Thì Ngã Luật nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, con định nhờ là nhờ các huynh đệ đồng lứa hoặc nhỏ hơn, chứ con nào dám nhờ đến Đức Thế Tôn là một bậc đạo sư, là một bậc thầy cao cả, làm sao con dám nhờ Ngài xỏ cây kim. Đức Phật nói rằng: này A Na Luật, ta không từ nan bất cứ cái việc gì giúp cho chúng sinh có được sự lợi ích trong cuộc sống, cho nên hãy đưa đây ta xỏ cho. Qua đó Ngài dạy rằng cái giọt nước tuy là nó nhỏ rời rạc, một ngày một chút, một ngày một chút, nhưng mà quý vị để cái lu nước ở dưới cái giọt nước đó coi, thì nó nhiễu năm này tháng nọ, rồi riết cái lu nước đó nó cũng sẽ đầy, nó tràn. Cho nên chúng ta không thể chê những cái giọt nước nhỏ mà không đáng là bao. Nó nhỏ năm này tháng kia thì cái lu nước đó cũng đầy. Cái việc làm phước ti nó nhỏ vậy, nó không đáng, nhưng mà chúng ta tích lũy một ngày một chút thì cái phước chúng ta nó sẽ càng nhân rộng ra. Thì cái cách làm phước Đức Phật dạy chúng ta là nên thực hiện cái hạnh bố thí, là một trong cái hạnh lục độ của Bồ Tát đã tu. Cái hạnh tứ nhiếp pháp, trong đó là bố thí, ái ngữ, lợi hành, lòng sự. Thì bố thí nó có chia ra là nội tài và ngoại tài. Nội tài là chúng ta bố thí những gì mà thuộc trong cơ thể của chúng ta. Giống như bây giờ có nhiều bệnh nhân, họ bệnh rồi họ bị mất máu nhiều quá, họ cần có máu để họ vô, thì chúng ta có thể hiến máu. Máu mình là máu C, máu A, máu B, máu O vậy đó. Nó phù hợp với cái máu của cái người đang cần thiết đó, thì chúng ta có thể hiến máu để thí máu cho cái người đang cần máu đó. Đó gọi là chúng ta bố thí nội tài. Thứ hai nữa là có người thận yếu, mà người ta có thể bố thí nửa trái thận cho những người đang cần cái thận để hoạt động mà lọc máu mà sống được, thì người ta cũng bố thí nửa trái thận. Điều này quý Phật tử thấy dễ thực hành không? Khó quá phải không? Nó nằm trong cơ thể mình, bây giờ muốn lấy nửa trái thận mình phải mổ mình, rồi lấy nửa trái thận đó mới ghép qua cho người bệnh. Nhiều người nghĩ rằng là bố thí nội tài rất là khó. Có những người hy sinh cả thân mình để mà giúp người khác thoát qua những cái nạn chết chóc khổ đau, đó là cái nội tài. Như tiền thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta cũng vậy. Ở ngày xưa quý vị, có một ông vua, ông dẫn đoàn quan lính đi săn ở trong rừng. Và khi đến dòng suối thì đi qua một chặng đường bụi bặm, nắng cháy, cho nên là ông mới cùng với đoàn quân xuống với cái dòng suối đó để rửa mặt cho nó mát. Thì bất chợt ông thấy có một cái trái cây từ ở trên cái dòng suối nó chảy xuống. Nó chảy xuống thì ông mới cho quân sĩ nhặt cái trái cây đó lên và dùng gươm bổ nó ra ăn thử. Nó rất là ngọt, rất là ngon. Thì nhà vua mà người có trí, cho nên ông suy nghĩ: cái trái cây này nó trôi từ ở trên dòng suối nó chảy xuống đây, vậy là trên đầu ngọn suối thế nào cũng có cái cây này, nó mới rụng cái trái nó mới trôi xuống đây.
Từ cái suy nghĩ đó, ông mới dẫn đoàn quân lần theo dòng suối để tìm đến cái cây. Và quả thật, khi đến đầu nguồn, ông phát hiện được một cái cây rất là nhiều trái chín ngon lành. Nhưng mà trời lại sắp tối rồi, mà trong khi đó lại có một số bầy khỉ, nó đến nó hái trái chín đó nó ăn. Bởi vì trái ngon, trái ngọt nó đầy trên cây hết. Cho nên tối quá, ông không thể nào mà tiêu diệt đàn khỉ để mà hái trái cây dùng được. Thành ra ông mới cho hạ trại, quân sĩ, các quân lính bao bọc hết cái khu vực các cây đó và con suối đó, để sáng ngày mai khi mặt trời lên thì ông sẽ bắt đò bầy khỉ và hái trái cây. Nhưng mà quý vị biết trong đoàn khỉ đó có một con khỉ chúa, nó đã quan sát và thấy được cái ý đồ của nhà vua và quân sĩ. Cho nên đêm đó nó mới bàn với tất cả đàn khỉ con. Bây giờ ở dưới chân cây xung quanh là quân sĩ, họ đã bao bọc hết rồi, chúng ta không thể nào xuống để đi ra được bằng ngõ ngách nào hết. Ra là bị sẽ tiêu diệt chết, không còn con đường nào hết. Chỉ có một con đường duy nhất, một lối thoát duy nhất, đó là cái cành cây đó nó còn khoảng chừng một thước rưỡi nữa nó mới giao với cái cành cây ở bên kia bờ suối. Thì bây giờ con khỉ chúa nó mới ra lệnh, hai chân của nó bám ở bên cái cành cây trái bên đây và hai tay nó bám ở bên cái cành cây bên kia đầu suối, và cho tất cả đàn khỉ đi trên mình con khỉ đó là một cái cầu đi qua bên đó, qua bờ suối bên kia để chạy trốn đi. Thì sáng hôm sau quý Phật tử biết trời mọc lên rồi, nhà vua và quân sĩ vào thấy không còn một con khỉ nào trên cây hết, mới lấy làm lạ. Ủa, hồi tối nó trốn đi ngã nào, nó xuống gốc nó đi ra là bắt gặp rồi. Và đi nhìn xung quanh thì thấy có một con khỉ chúa, hai tay nó, hai chân nó bên cành cây này và hai tay nó đang giao bên cành cây đầu suối kia, chết trong một cái tư thế đó. Như vậy con khỉ chúa này nó đã hy sinh bản thân để nó cứu cho bầy khỉ được thoát chết. Và hành động đó được gọi là bố thí nội tài. Mà con khỉ chúa đó chính là tiền thân của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Đó là cái cách bố thí nội tài. Cái thứ hai là bố thí ngoại tài. Ngoại tài là bên ngoài, những gì của chúng ta đã có, như là tiền, bạc, gạo cơm, nhà ở. Chúng ta có dư giả, có khả năng thì chúng ta chia sẻ với lại những người xung quanh chúng ta đang còn khó khăn trong cuộc sống. Họ còn nghèo khổ, họ không đủ cơm ăn, áo mặc, họ không có nhà để ở kín đáo, thì chúng ta có điều kiện, chúng ta với khả năng của mình thì chúng ta nên chia sẻ. Đó là cái cách mà chúng ta tạo phước bằng ngoại tài. Thì Phật tử thấy hai việc này, giữa cái bố thí ngoại tài và nội tài, cái nào dễ làm hơn? Quý vị thấy cái nào dễ làm? Nội tài dễ làm hay ngoại tài dễ làm? Thông thường ta thấy cái bên ngoài cho nó dễ hơn ha. Bên trong mình mà muốn lấy ra nó khó lắm. Khó lắm. Nhưng mà thật, trong cuộc sống cũng có nhiều người, người ta coi cái ngoại tài nó quan trọng hơn, hơn là cái nội tài. Có chị kia đi xe Honda bị anh thanh niên ảnh va chạm, đụng vào té lăn cù, té lăn cù rồi văng cả cái bóp tiền ra. Thì cổ mới lật đật chụp lại cái bóp, bóp tiền. Những người xung quanh đến hỏi sao cô có sao không, cô kiểm tra lại coi người trong người có như thế nào không. Kiểm tra lại nói trời, chắc cái chân của con nó bị gãy xương hay sao đó, nó đau mà nó lại bị lặt lìa đó, nhưng mà không sao, hên quá, bóp tiền còn được, còn nguyên giữ lại được. Tức là cái thân bị gãy chân mà nó không sao hết trơn á, còn được cái bóp tiền giữ được là hên quá rồi. Như vậy cái vị này coi cái bên ngoài là quan trọng hơn cái thân của mình. Mà cái điều này ở thế gian á, mình nói cái việc nhỏ thôi, chứ còn nhiều việc khác nữa. Nếu quý vị nhìn xa sẽ thấy nhiều người mất của cải, không đáng là bao, nhưng mà họ khổ sở, sanh ra bệnh hoạn rồi họ nguyên sinh chết mất luôn. Và nhiều người cũng
mất mát về tài sản, đất đai ruộng vườn, buồn quá, rồi có nhiều người tự vẫn, mất mát tình cảm, khổ quá chịu không nổi cũng tự vẫn. Cái đó là coi cái bên ngoài quan trọng hơn cái thân. Đức Phật của chúng ta đã từ bỏ cung vàng điện ngọc, nhà cửa, rồi vợ đẹp con xinh để ra đi, vì Ngài thấy tất cả những cái đó là cái ràng buộc của tâm thức. Ngài không muốn trụ tâm vào những cái sinh diệt của thế gian, bởi vì con người chúng ta là sanh lão bệnh tử. Tất cả những gia tài sự nghiệp mà những gì có hình thức, Đức Phật cho rằng phàm sở hữu tướng, tức giai thị hư vọng. Cái gì có hình tướng, thời gian nó sẽ bị hoại diệt, nó không tồn tại. Cho nên là Ngài không muốn phải bận biểu với nó. Từ đó Ngài sẵn sàng từ bỏ để có một cái sự an lạc và thanh tịnh của tâm hồn. Thông thường thế gian quý vị thấy người ta muốn đổi một món đồ, muốn đổi món đồ người ta phải lấy cái gì nó giá trị hơn, nó tốt hơn người ta mới chịu đổi. Chứ người ta đâu có thể đem cái giỏ hoa này mà đi đổi lấy cái khăn này đâu. Mà từ cái khăn này đổi lấy giỏ hoa này đổi liền, vì cái này nó đẹp hơn, nó giá trị hơn là cái khăn này, phải không? Thông thường là vậy. Nhưng mà Đức Phật chúng ta dám bỏ tất cả gia tài sự nghiệp, ngay cả một cái ngôi vị đế vương mà mình sắp lên ngôi, rồi có vợ đẹp con xinh nữa, sẵn sàng từ bỏ để Ngài đổi lấy cái gì? Ngài đã đổi lấy được, trở về được với chân tâm Phật tánh của mình, là một cái tâm rất là thanh tịnh, sáng suốt, không bị phiền não, khổ đau lôi cuốn trong cuộc đời này. Cho nên là khi Ngài đã tư duy, Ngài thấy được những cái điều mà chúng sinh trôi lăn trong ba cõi sáu đường cũng vì sự chấp trước và đắm chìm trong ngũ dục, là tài sắc danh thực thì của thế gian. Cho nên Ngài đã hướng dẫn cho chúng ta cái phương pháp tu là từ phước và huệ. Chúng ta tu phước có bố thí về nội tài, ngoại tài. Rồi chúng ta có phước thì chúng ta sẽ được trong luân hồi sanh tử lên xuống, thì chúng ta được hưởng phước, được thuận lợi trong cái việc tu tập của chúng ta. Nhưng chúng ta không hết khổ đau và cũng không thể thoát ly sinh tử. Qua đó Ngài lại dạy chúng ta bước một bước thứ hai là cần phải tu huệ. Tu huệ tức là quý vị phải biết dùng cái trí tuệ của mình. Ở trong nhà chùa đó, thường quý Phật tử đi các giảng đường thấy có bốn chữ thường hay treo ở các giảng đường trong chùa. Đó là duy tuệ thị nghiệp. Tức là cái người bên ngoài thế gian, người ta dùng tài sản, ngọc ngà, châu báu, nhà cửa, ruộng vườn để người ta làm gia tài, sự nghiệp. Nhưng riêng khi chúng ta đã biết tu rồi thì chúng ta không có dùng tài sản thế gian nữa, mà chúng ta phải dùng trí tuệ để làm sự nghiệp trên đường tu. Bởi vì Đạo Phật là đề cao cái sự giác ngộ, mà có giác ngộ thì phải có trí tuệ. Trí tuệ để chúng ta thấy rõ những cái gì là chân thiện mỹ, những cái gì là vô thường, ảo ảnh của cuộc đời, để chúng ta không bám víu chạy theo mà đau khổ. Cho nên là qua đó khi chúng ta dùng trí tuệ để chúng ta thấy rằng những sự chấp trước của chúng ta, thì chúng ta sẽ bị đau khổ. Từ đó ở trong cuộc sống, dù là nghịch cảnh hay thuận cảnh, thì chúng ta cũng phải quán niệm rằng chính những cái điều đó chúng ta đã tạo nhân từ quá khứ, tạo nhân để rồi hôm nay cái quả nó mới đến. Cho nên cái quả nó đến trong đời sống thường ngày của quý vị, thuận hay nghịch đều không ngoài nhân quả quý vị đã gieo trồng từ nhiều kiếp trước. Cho nên Đức Phật dạy rằng giả sử bá thiên kiếp sở tạo nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ ở thời, quả báo quần tự thọ. Trong kinh Kim Cang Ngài đã dạy như thế. Giả sử trăm ngàn kiếp về trước mà chúng ta đã tạo những cái nghiệp rồi, thì khi mà đầy đủ nhân duyên thì nó sẽ đến với chúng ta. Như vậy trong đời sống thường ngày của chúng ta, việc gì nó đến không phải từ ngẫu nhiên, tự nhiên mà nó có, mà chính là chúng ta đã tạo nhân từ nhiều đời, nhiều kiếp.
Cho nên Ngài lại dạy hãy nhìn quả hôm nay mà biết nhân chúng ta đã tạo từ xưa. Và chúng ta nhìn cái nhân hiện tại chúng ta đang tạo để biết chúng ta có cái quả ở tương lai. Thế thì một khi mà việc gì nó đến chúng ta, dù thuận hay là nghịch, chúng ta nên có cái quan niệm như thế. Nếu thuận thì chúng ta đã tạo nhân tốt để bây giờ có kết quả tốt. Còn nếu những cái điều không may mắn, không tốt đẹp nó đến với chúng ta, thì chúng ta cũng biết rằng do từ xưa mình tạo cái nghiệp bất thiện, cho nên bây giờ cái quả nó đến không như ý, thì chúng ta cũng nên chấp nhận mà trả nó đi. Nhẫn nại mà trả nó đi, để chúng ta không kháng cự, không tạo thêm những nghiệp mới, để rồi mãi mãi chúng ta sẽ còn khổ đau. Và chỉ có quan niệm như thế thì chúng ta mới hoan hỷ trong cuộc sống, dù thuận hay là nghịch đến với chúng ta. Quý vị cứ quan niệm rằng thí dụ bây giờ mình đang thiếu nợ một người nào đó 1 triệu đồng, thì cho dù mình có đi đâu, mình có bỏ đi đất nước nào, xứ nào, mình chưa trả tiền mà cái người mình đang thiếu đó, thì mình vẫn còn nợ người đó 1 triệu đồng. Và khi quý vị có dành dụm để trả lần lần, mình trả lần 100, thì mình mừng, mình còn thiếu 90. Mai mốt mình có tiền trả tiếp 100 nữa, mình còn thiếu là 800. Rồi có tiền nữa mình trả 100, mình còn thiếu 700. Cho nên mình trả được một phần nào là mình cái nợ giảm dần, mình mừng chừng nấy. Cái việc không như ý nó đến với mình cũng vậy, là một món nợ. Mình chấp nhận mình trả đi thì cái nghiệp mình nó vơi đi. Còn đằng này nhiều khi nó đến không như ý mà mình không bao giờ chấp nhận, mình lại đôi co, rồi mình chống trải lại là mình không trả nợ cũ mà mình lại vay nợ mới. Cho nên chính vì vậy mà mình không bao giờ hết nợ. Mà không hết nợ tức là cái khổ nó còn mãi trong đời mình của kiếp này và nhiều kiếp về sau, làm sao mà hết được. Cho nên muốn hết khổ, hết nợ của cuộc đời thì chúng ta phải quan niệm như thế và thực hành những lời Phật dạy như thế để chúng ta ứng dụng vào trong việc tu tập thường ngày của chúng ta. Quý vị thấy cũng giống như cái quạt máy thôi. Quý vị ghim điện bật công tắc lên nó chạy. Nhưng mà một khi quý vị đã tắt công tắc, ngắt điện ra rồi, cái quạt máy nó đâu có đứng liền đâu. Nó phải chạy hết cái chớn của nó rồi nó mới đứng chừng lại. Chúng ta muốn hết nghiệp cũng vậy, chúng ta phải dừng tất cả những cái nghiệp mới, không tạo những điều bất thiện nữa. Thì những cái điều bất thiện không như ý trong cuộc đời không bao giờ đến với chúng ta. Nhưng mà nghiệp cũ thì chúng ta cũng phải trả cho nó hết, chứ không phải dừng nghiệp rồi là chúng ta hết những nghiệp cũ. Do đó là chúng ta phải quan niệm như thế. Chính vì vậy mà khi thờ hình ảnh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, chúng ta mỗi lần chiêm bái, lễ bái, cúng dường, lễ lại, chúng ta nên học theo những cái gương của Ngài và học theo giáo lý của Ngài để chúng ta áp dụng trong đời sống tu tập thường ngày của chúng ta. Ngài có một cái hạnh nhẫn nhục rất là đặc biệt mà khó có ai làm được. Một hôm Ngài đi khất thực cùng với Ngài A Nan đến một cái ngôi làng đó, thì dân trong làng, quý vị biết, tự nhiên đi theo phía sau chửi Ngài và Ngài A Nan một cách thậm tệ và dùng rất là nhiều ngôn từ, ngôn ngữ khó nghe. Ngài vẫn đứng lặng thinh, không hề nói một lời nào. Ngài A Nan đứng phía sau chịu không nổi, mới thưa với Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, ở đây người ta chửi quá, con nghe con chịu hết nổi, bây giờ mình phải đi đi, đi chỗ khác. Đức Phật mới hỏi Ngài A Nan: mình đi đâu bây giờ A Nan? Ngài A Nan nói: thôi bây giờ mình đi qua cái ngôi làng kế một bên. Đức Phật mới nói: giả sử đi qua ngôi làng đó rồi dân ở đó họ cũng chửi mình như ở đây thì sao? Ngài A Nan nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, nếu dân làng bên đó chửi mình thì mình lại tiếp tục đi qua ngôi làng khác. Đức Phật nói: nếu qua ngôi làng khác rồi dân cũng chửi nữa thì sao? Ngài A Nan lại nói: tiếp tục đi những ngôi làng khác. Đức Phật mới dạy Ngài A Nan thế rằng: này A Nan, nhân ở đâu là phải diệt ở đó. Nhân ở đâu là phải diệt ở đó. Từ cái chỗ người ta không ưa, người ta ghét, người ta chửi, thì mình phải làm sao cho người ta chuyển hóa, người ta không còn chửi mình nữa. Vì đây là cái nợ mình đã gây, mình không thể chạy trốn ở đâu mà mình hết nợ được hết. Phải trả ở đó. Nghịch cảnh ở đâu, hoàn cảnh khó khăn ở đâu, chúng ta phải chuyển là chuyển tâm của mình
để mình không bị khổ đau lệ thuộc vào hoàn cảnh đó. Chứ thông thường chúng ta chỉ chuyển cảnh, muốn chạy trốn nó hoặc chuyển thay đổi bằng cách nào đó, mà chúng ta quên chuyển cái tâm của mình. Nếu không chuyển tâm mình là muôn đời mình đi đâu cũng có cái chỗ là người thương kẻ ghét, thế này thế khác, được ý và không như ý, thì chúng ta vẫn còn khổ đau. Cho nên là khi mà Đức Phật cứ đứng im lặng cho tới chiều, những người chửi mà không thấy Đức Phật có một lời lẽ nào hết, thì các vị mới đến hỏi này sao Môn Cù Đàm, sáng tới giờ chúng tôi chửi ông nhiều quá, ông có nghe không? Đức Phật nói có chứ, đã có. Mình có lỗ tai thì ai nói gì chửi mình nghe hết. Thì các vị mới nói, Ngài nghe, tại sao Ngài không có một cái lời nói nào hay một cử chỉ hành động nào để kháng cự lại? Đức Phật không trả lời thẳng cái câu hỏi của các vị ngoại đạo mà đang chửi Ngài từ sáng tới bây giờ. Ngài đưa ra một cái thí dụ. Ngài nói rằng, bây giờ giả sử các ngươi đi ăn giỗ nhà người thân, đi ăn đám giỗ, rồi tới khi mà tàn tiệc các ngươi ra về, chủ nhà người thân mới đem bánh tét, bánh ít, quà cáp đem biếu cho ngươi. Rồi nếu mà ngươi không nhận cái quà đó, thì cái quà đó thuộc về ai? Thì các vị ngoại đạo đó nó dễ quá mà, thì mình nhận quà của người khác biếu mà mình không nhận thì quà đó sẽ thuộc về người biếu cho mình thôi, về chủ nhà thôi chứ cho về ai? Thì Đức Phật nói cũng vậy, hồi sáng giờ các ngươi chửi ta quá chừng, ta không có nhận. Như vậy thì những lời chửi đó nó sẽ thuộc về người đó. Qua đó mà Đức Phật nói rằng kẻ ác hại người hiền như là ngửa mặt lên trời phun nước bọt. Kẻ ác hại người hiền như là ngược gió tung bụi, bụi sẽ bay lại mình. Thế gian người ta có câu là ngậm máu phun người dơ miệng mình. Mình có cái tâm ý xấu, mình thóa mạ người khác, thì tự mình ở trong lòng mình đã bất an rồi, mình không yên ổn đâu. Còn người ta yên không yên thì tùy theo. Vị nào biết tu tập như Đức Phật, biết chuyển hóa, họ không hề dính gì trơn. Giống như cho quà không nhận có dính đâu. Còn mình chấp nhận là gì? Mình chấp nhận những lời đó mình đưa vô cho nên mình mới khổ là mình đã chấp nhận rồi. Như vậy ai làm khổ mình? Chính mình làm khổ mình chứ người khác không làm khổ mình được. Trừ ra mình chấp nhận mình đưa vô mình mới khổ. Cho nên trong nhà Phật có một cái phương pháp gọi là tứ y. Y nghĩa bất y ngữ. Y nghĩa bất y ngữ là sao? Thí dụ bây giờ người ta chửi mình là con chó đi. Người ta nói là chó. Mà cái ngữ đó là lời nói là con chó. Còn cái nghĩa là mình có thiệt con chó không? Cái nghĩa là sự thật. Mình không phải con chó thì người ta nói chó có gì mình giận. Mà mình giận lên là mình chấp nhận mình là chó sao? Mình chấp nhận mình là chó mình phải giận chứ. Cho nên một cái cách hàng phục tâm là chúng ta phải biết lúc nào cũng vậy. Y nghĩa đừng y ngữ mà khổ đau trong cuộc đời. Đức Phật có nhiều hạnh lắm mà chúng ta cần nên học những cái sự nhẫn nại cũng như sự tu trì của Ngài để chúng ta tiến bước trên con đường học Phật giải thoát. Vì thời gian có hạn, quý thầy chỉ cho thầy có tiếng đồng hồ thôi để rồi tiếp tục làm lễ an vị. Do đó là thầy chỉ chia sẻ với các Phật tử về những cái gương hạnh của Đức Phật, của các vị tổ để chúng ta theo đó mà tu trì. Cũng như quý vị ở đây thường khóa tu học về, quý vị áp dụng cái phương pháp niệm Phật, phải không? Mà quý vị niệm Phật bao nhiêu năm rồi? Chắc là nhiều năm lắm. Nhưng quý vị có biết Phật Di Đà năm nay bao nhiêu tuổi không? Vị nào biết Đức Phật Di Đà năm nay bao nhiêu tuổi? Trả lời chúng thầy thưởng liền. Bao nhiêu tuổi? Nói nhỏ nhau ha. Coi đúng không? Hay là tính coi ngày nay nhiêu. Ngày xưa có một vị tu thiền gặp một vị tu tịnh độ niệm Phật. Thì vị thiền sư mới hỏi cái ngày niệm Phật. Vậy chứ ông cụ niệm Phật nhiều năm nhiều tháng,
ông cụ có biết Phật Di Đà năm nay bao nhiêu tuổi không? Thì ông cụ cũng trả lời rằng, dạ thưa thầy, Phật Di Đà bằng tuổi của con. Thì vị thầy mới hỏi ông cụ, vậy chứ ông cụ năm nay bao nhiêu tuổi? Ông cụ nói, dạ con bằng tuổi Phật Di Đà. Thì quý vị nghe cái câu trả lời của ông cụ niệm Phật này y như là cái sự huề vốn. Cụ năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ con bằng tuổi Phật Di Đà. Hỏi Phật Di Đà nay nhiêu tuổi? Dạ Phật Di Đà bằng tuổi của con. Sự trả lời huề vốn thôi, nhưng mà rất là một cái ý nghĩa thâm sâu. Bao giờ quý vị mà niệm Phật mà quý vị trả lời được câu hỏi như thế là quý vị đã trở về với chân tâm Phật tánh của mình rồi đó. Bởi vì tất cả chúng sinh đều có Phật tánh bình đẳng sáng suốt như nhau. Phật Di Đà cũng có Phật tánh thanh tịnh sáng suốt, mà chúng sinh là chúng ta cũng có cái Phật tánh sáng suốt như thế. Thế là ông cụ trả lời là ông cụ nhìn trên cái chân tâm Phật tánh của mình bình đẳng mà trả lời cái tuổi, chứ không phải nhìn trên cái thể xác sinh diệt này mà trả lời. Tam nghiệp hằng thanh tịnh thì đồng Phật giảng Tây Phương, thân khẩu ý mình đều thanh tịnh, không tạo nghiệp thì đồng với chư Phật ở Tây Phương. Thì muốn về Tây Phương chúng ta phải giữ thân khẩu ý thanh tịnh. Còn tất cả những hành giả tu tập niệm Phật của chúng ta, nhìn lại thân khẩu ý mình chưa thanh tịnh là biết rằng mình chưa về được Tây Phương Cực Lạc đâu. Ở nơi Cực Lạc có 9 phẩm sen, gồm có 9 phẩm là phẩm nào quý vị biết không? Hạ phẩm hạ sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm thượng sanh là 3, trung phẩm hạ sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm thượng sanh là 6, thượng phẩm hạ sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm thượng sanh là 9 phẩm sen. Thì bao giờ chúng ta niệm Phật mà như Kinh Di Đà nói là nhược nhất nhật, nhị nhật, tam nhật, tứ nhật cho tới thất nhật là 7 ngày, nhất tâm bất loạn. Cái quan trọng nhất là nhất tâm bất loạn. Cái tâm chuyên nhất, không còn tán loạn vọng tưởng theo dòng vọng tưởng của trần thế nữa. Thì chừng đó chúng ta mới về được 9 phẩm sen. Còn vị nào niệm Phật mà nhất tâm sơ sơ ít ít á, mình niệm Phật niệm nhưng mà cái chuyện đời còn suy nghĩ lăng xăng, không có dứt ở trong tâm được, mà cái thời gian định nó ít quá, không có nhiều, niệm Phật nhất tâm ít quá, thì biết rằng mình chỉ mới có hạ phẩm hạ sanh thôi. Thì ráng mà niệm nhiều chút nữa để cái tâm mình nó bớt tán loạn, nó định thêm, thì mình mới được hạ phẩm trung sanh, rồi phải niệm nhiều nữa mới được thượng phẩm hạ sanh. Và cứ như thế mà chúng ta tinh tấn. Trong nhà Phật chúng ta có cái pháp tinh tấn, tinh tấn để mà hướng theo con đường tu tập, mỗi ngày được gia tăng cái phước đức và công đức để an lạc giải thoát, chứ không phải tinh tấn mà hướng tới tạo những cái nghiệp bất thiện của thế gian để rồi nghiệp chướng ngày càng nặng mà càng khổ đau. Do đó trong cái khuôn khổ thời gian về lễ an vị Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nơi chùa Vĩnh Phú, chúng tôi cũng có đôi lời chia sẻ cùng quý Phật tử nơi đạo tràng. Thì nhân đây một lần nữa xin cảm niệm công đức đến Hòa Thượng Thích Thiện Huệ, trụ trì chùa Vĩnh Phú, Hòa Thượng Thích Chân Đạo, giáo thọ sư trường trung cấp Phật học tỉnh Long An, cũng như chư tôn Đức Tăng nơi bổn tự chùa Vĩnh Phú đã tạo điều kiện để chúng tôi hướng dẫn các Phật tử về đây cúng dường tôn tượng, cũng như có một buổi tiếp xúc trao đổi Phật Pháp cùng quý Phật tử nơi đạo tràng Vĩnh Phú của chúng ta. Và đồng thời chúng tôi cũng xin thay mặt cho chư tôn đức ở tại bổn tự Vĩnh Phú chân thành cảm niệm công đức của ông Trần Quốc Bảo, bà Thạch Thuấn Hiền đã phát tâm cúng dường tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni an vị nơi chùa Vĩnh Phú. Xin kính chúc cho ông bà luôn được mạnh khỏe, an vui và an lạc trong cuộc sống. Và kính chúc tất cả Phật tử luôn Bồ Đề Tâm tăng trưởng trong bước đường tu học của mình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng trụ trì chùa Thường Quang,
suốt một giờ đồng hồ Hòa Thượng đã chia sẻ về cuộc đời từ xuất gia đến thành đạo của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả mọi người con Phật chúng ta ngày hôm nay được mang danh nghĩa là Phật tử, tức là con Phật chứ không phải là Phật chết. Và đồng thời quý Phật tử ở hải ngoại cũng cúng dường tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật để ngõ hầu mọi người con Phật chúng ta hằng ngày về chùa nhìn thấy hình ảnh của Ngài để thể hiện tấm lòng trân trọng và biết ơn sâu sắc. Và đồng thời thay mặt quý nam nữ Phật tử thành kính tri ân Hòa Thượng đã dành thời gian quý báu về chia sẻ cùng với quý nam nữ Phật tử những lời vàng ngọc để quý nam nữ Phật tử nương theo những cái lời dạy của Ngài mà ứng dụng tu hành, thể hiện tinh thần thượng báo tứ trọng ân và hạ tế tam đồ khổ. Một lần nữa thành kính tri ân Hòa Thượng và nguyện cầu Tam Bảo gia hộ Hòa Thượng pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ, mãi mãi là bóng đại thọ để che chở tiếp cho hàng hậu học, và đồng thời gánh vác sự nghiệp của Phật, của Tổ, hoàn truyền Phật Pháp vũ trụ thế gian, lợi lạc chúng hữu tình. Nam mô Quan Hỷ Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính thỉnh Hòa Thượng cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử hồi hướng. Nguyện đem công đức này về tất cả đệ tử chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Một giờ pháp thoại trôi qua nhanh chóng nhưng rất ý nghĩa. Từ những lời dạy trên đã khai mở cho nhiều Phật tử hiểu rõ hơn phước huệ đều song tu mới có thể thành Phật. Sau thời pháp, mọi người dùng bữa cơm chay thanh đạm do nhà chùa khoản đãi trong không khí an vui, thanh tịnh. Biệt chùa Vĩnh Phú, hy vọng một ngày không xa, đoàn sẽ quay trở lại để tiếp sức với quý thầy trong sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh.